Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dâu. Và đến với Chị Dâu hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội hành động đang rất ly kỳ gay cấn được phát sóng trên kênh Chị Dâu có tựa đề Sóng Ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả Trường Lê có tựa đề Gì Ghẻ. Ngay sau đây thì mời quý vị, Hồng Nhung sẽ đưa quý vị đến với tập 15 của bộ truyện này để xem những diễn biến với cậu bé Nam của chúng ta đang đi đến những cái hồi gay cấn như thế nào nữa rồi nhé. Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong chúng ta để lại bình luận cảm xúc, like và đăng ký kênh YouTube Chị Dâu để có thể đón nghe được những tập cuối cùng một cách sớm nhất và sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện Sóng Ngầm. Phần 83. Kẻ máu lạnh. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời Nam, nhưng chưa bao giờ Trang lại cảm thấy sợ như lúc này. Không đúng hơn, từ lúc Nam bày tỏ ra kế hoạch tự làm mình bị thương để thu hút những kẻ bắt cóc, rồi sau đó một mình hạ gục tất cả một cách nhanh chóng. Thậm chí lúc này đây Nam còn đáng sợ hơn cả những kẻ kia. Ở Nam có một thứ gì đó khiến cho Trang rùng mình. Phải chăng đây chính là con người, là cái thế giới mà Nam đã nói? Mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Bỗng dưng Trang ước gì mình không có mặt ở đây, không bị cuốn vào những chuyện này, bởi bây giờ Trang đang rất sợ. Khi Trang đã trốn đi, Nam mới lấy lòng giảm thanh lắp vào súng. Trong ánh mắt sợ hãi tột cùng của tên cầm đầu, hắn run run giọng: Mày định làm gì đấy? Tụi mày cũng biết, đã dính vào ma túy thì không có con đường thoát thân. Ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy mặt của chúng mày, đã biết nơi đóng hàng của tụi mày, thậm chí còn biết cả tên người đứng sau bọn mày nữa. Liệu rằng chúng mày có tha mạng cho bọn tao không? Tao không biết người đàn bà mà chúng mày nhắc tên là ai, nhưng có vẻ nhìn số hàng đang được đóng gói tại đây, tao đoán chí ít chúng mày cũng phải thuộc dạng tổ chức ma túy cỡ lớn. Luật ngầm trong thế giới tội phạm, đường dây quy mô to như thế này, không có chỗ cho tình thương hay là sự khoan nhượng. Nếu hôm nay tao không giết chúng mày, thì ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau, chúng mày sẽ săn đuổi bọn tao cho đến khi bọn tao chết. Không chỉ vậy, những người có liên quan đến bọn tao chúng mày cũng không tha. Tao nói đúng chứ? Gã cầm đầu đám bắt cóc nghe câu nào buồn rùn tay chân đến đấy. Những lời mà Nam nói không sai dù chỉ một chữ, nhưng hắn vẫn cố nói cứng. Mày sẽ không dám làm như thế đâu. Tao nghĩ mày còn chưa bao giờ sử dụng súng nữa. Mày nên nhớ, mày đang động đến người của bà trùm đấy. Giảm thanh đã lắp xong, Nam nhìn khẩu súng rồi đáp: Mày nói đúng, tao thích sử dụng dao hơn, nhưng xem ra ở đây không có. Nhưng không có nghĩa là thứ đồ chơi này tao không dùng được. Thử xem sao nhé. Nam lên đàn rồi dúi ngã con tin về phía bên trong phòng. Cánh cửa bật ra, ba tên đang đứng đóng hàng giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Nam đẩy con tin về phía trước rồi lạnh lùng bóp cò. Ba tiếng súng bắn qua nòng giảm thanh vang lên một cách lạnh lùng và vô cùng chuẩn xác. Có lẽ cả ba tên đóng hàng còn chưa kịp nhận ra là mình đã bị bắn. Chúng gục xuống đất, máu bắn tung tóe. Những tia máu bắn ra nhuộm đỏ cả một túi bột trắng trong khay, cũng như trên bàn cân trước sự hoảng sợ đến cùng cực của gã con tin. Kẻ đang đứng trước mặt hắn không phải là con người. Giết một lúc ma mạng, nhưng nhìn Nam mặt không biến sắc. Có lẽ trong đời hắn đây là lần đầu tiên hắn đối diện với một nỗi sợ hãi đến như vậy. Bởi giờ này không có gì đảm bảo rằng hắn được sống cả. Quỳ lại trước mặt Nam, gã van xin: Tha cho tôi hứa sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì đây cả, cậu cứ đi đi. Nam nhìn hắn rồi hỏi: Tại sao người phụ nữ đó lại muốn bắt tao? Đến nước này thì gã không dám giấu một điều gì nữa. Gã trả lời: Là một người nhờ chị Phụng tìm cậu. Tôi chỉ làm theo lệnh theo dõi ngôi nhà của cậu, bởi vì khu vực này thuộc sự quản lý của tôi. Tôi theo lệnh đã cho người phục kích ở nhà cậu hơn một tháng nay rồi. Tha cho tôi. Kẻ nào nhờ bà ta? Có phải kẻ đó tên Ngoan không? Gã lắc đầu lộ rõ sự hoang mang. Hắn lắc đầu ngồi nguậy: Không phải. Người đó tên là Đại. Không chỉ vậy, người này từng là trong tổ chức
tôi không dám nói sai. Nam sững người, cái tên mà hắn vừa mới nói ra là một cái tên vô cùng quen thuộc, nhưng vẫn không dám khẳng định, bởi tên người giống nhau không thiếu. Nam hỏi, mày đã nhìn thấy người đó rồi chứ? Dáng vẻ quán thế nào? Gã vừa gật đầu, Biết. Hơn một tháng trước đây tôi có đến gặp chị Phụng để lấy hàng, và lần đó tôi đã nhìn thấy anh ta. Anh ta đi cùng với một người nữa. Anh ta được chị Phụng tiếp đón trịnh trọng. Điểm nổi bật nhất khiến người khác chú ý đó là anh ta có một dáng người nhỏ con và đầu trọc. Khi ngồi đợi sảnh chị Phụng, tôi có nghe thấy anh ta gọi người đi cùng là Long. Sau khi nhận hàng, tôi được chị Phụng trực tiếp giao cho công việc theo dõi nhà của cậu, vì tôi cùng với người của mình đang phân phối hàng tại đây. Theo như lời hắn nói thì không còn ai khác, tên Đại mà hắn vừa nhắc đến chính là chú Đại. Người đi cùng chú Đại là Long. Mọi thứ đều khớp đến mức độ hoàn hảo. Nhưng tại sao chú Đại lại đến nhờ người phụ nữ kia tìm Nam? Tên này có nói chú Đại từng là người của tổ chức ma túy. Hắn không hề biết Nam quen chú Đại, thậm chí còn thân quen như người nhà. Không có cớ gì hắn bịa ra chuyện này cả. Nam muốn nghĩ tên Đại mà hắn nói là một người khác. Nhưng mọi thứ hắn tả đều khiến Nam nghĩ đến chú Đại đáng kính của mình. Nam túm cổ áo, dí sát súng vào đầu hắn. Nam nghiến răng, mày nói láo, không thể nào như vậy được. Gã sợ hãi đến xanh mặt, gã lạnh lùng van xin. Đừng, những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi làm sao mà dám nói dối cậu cơ chứ. Tha cho tôi. Nam bàng hoàng sau những thông tin vừa rồi. Bên ngoài cửa giọng Trang vang lên. Không đúng, chú Đại không bao giờ làm chuyện này. Chú ấy là người tốt, tên này đang vu oan cho chú ấy. Từ nãy đến giờ Trang đứng bên ngoài đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Nam và kẻ cầm đầu bỏ mắt cóc. Trang cũng dùng mình khi nghe hắn nói chú Đại là người nhờ bà trùm ma túy bắt cóc Nam. Không thể chịu được nổi, Trang phải lên tiếng. Đứng trước cửa, nhìn thấy ba xác chết đang nằm trong vũng máu. Trang sợ hãi lùi người lại. Nhìn Nam, Trang nói không ra câu. Nam, cậu đã giết bọn chúng à? Khá nhìn Trang bằng ánh mắt vô hồn. Càng lúc chuyện này càng trở nên rối rắm. Nhưng Nam vẫn không quên mục đích của mình là gì. Đẩy cái ví, chùm chìa khóa trên mặt bàn cùng với điện thoại của Trang về phía Trang. Nam nói, Đi, hãy đi khỏi đây ngay. Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến cậu nữa. Trang nhìn Nam rơi nước mắt. Nỗi sợ khi phải chứng kiến cảnh tượng hái hùng với xác người và sàn nhà đầy máu thế này khiến cho Trang không đứng dậy nổi. Mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa. Nó quá khác với những gì mà Trang đang sống và đang cảm nhận. Cái thế giới đen tối mà Nam đã nói phải chăng chính là cảnh tượng này? Người chết, máu và những kẻ đáng sợ. Nhưng bây giờ kẻ đáng sợ nhất mà Trang đang được nhìn thấy lại chính là người bạn thân thiết, từng coi nhau là tri kỷ của mình. Với khẩu súng trên tay, Nam đã giết một lúc 3 người. Trang run rẩy. Còn cậu thì sao? Nhân lúc Nam đang chú ý đến Trang, gã khốn kia bò tới bàn để ma túy. Mục tiêu mà hắn nhắm đến chính là khẩu súng của 3 tên bị giết ban nãy đặt trên bàn. Nhưng hắn đã làm một điều sai lầm. Nam không cần nhìn mà vẫn bắn chuẩn xác viên đạn vào trúng bả vai quán. Tiếng súng phát ra tuy không lớn, nhưng vẫn khiến cho Trang giật mình khi nhìn thấy gã bắt cóc mình kêu la thảm thiết. Hắn dãy giụa một cách đau đớn. Trong khi đó gương mặt của Nam vẫn lạnh như băng. Nam nói, thấy rồi chứ, những kẻ này sẵn sàng giết chúng ta khi có cơ hội. Trong thế giới này không có chỗ dành cho tình thương. Nếu ta tha cho hắn, hắn sẽ quay lại giết ta ngay khi chúng ta sơ hở. Cậu cũng đã nhìn thấy những điều tôi làm, tôi không thể quay đầu được nữa. Hãy đi, ra khỏi chỗ này trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn. Hãy coi như cậu chưa từng bị bắt. Hãy sống tiếp cuộc sống của riêng cậu. Trang vẫn chưa thể đứng dậy. Trang nói, Nam, cậu... Cút đi. Chẳng lẽ cô muốn chứng kiến cảnh tôi giết người hay sao? Đúng vậy, Nam ở trước mặt Trang bây giờ đã không còn là Nam của ngày xưa nữa. Lúc này Trang chỉ nhìn thấy sự máu lạnh, nhẫn tâm đến mức điên rồ của Nam thôi. Nhặt lấy điện thoại, chìa khóa và ví tiền, Trang cố gắng đứng dậy rồi bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà của bọn mắt cóc. Còn lại một mình, hiện tại đầu óc của Nam đang trống rỗng sau khi nghe được tin chú Đại là người tìm và bắt cóc mình. Gã cầm đầu đám bắt cóc
bò tâm thần bê bết máu, ôm lấy chân Nam cầu khẩn: "Tha cho tôi, tha cho tôi." Nam vùng chân sút hắn văng ra đất. Nam quay lưng đi. Gã giang hồ nghĩ mình đã thoát chết, một tay ôm vai bị bắn, một tay lại sống Nam đã tha mạng. Nhưng không, khi ra đến cửa, Nam chĩa súng về phía hắn khi mà nụ cười trên miệng hắn đã méo sạch đi. Đôi mắt hắn bắt đầu chảy nước, nhưng nước mắt chưa kịp rơi thì hắn gục đầu xuống đất với một cái lỗ tròn ngay giữa trán cùng dòng máu đang khẽ rỉ ra. Hắn chết mà mắt còn chưa kịp nhắm. Bốn kẻ đã phải chết, nhưng Nam không thoát ra ngoài. Kiểm tra lại băng đạn, Nam tiếp tục bước lên tầng 2. Khi đã giết chết những tên còn lại, Nam nghĩ như thế này sẽ khiến người phụ nữ kia chỉ nhắm vào Nam mà thôi. Bởi suy cho cùng, Trang cũng không phải là người mà Mụ cần, và Trang không nằm trong kế hoạch của Mụ. Nhưng không, tiếng chuông điện thoại reo lên, là máy của gã cầm đầu đám người này. Số điện thoại đang được gọi đến được lưu tên: chị Phụ. Nam bắt máy, nhưng chưa kịp làm gì thì người phụ nữ ở đầu dây bên kia đã quát: "Mày làm gì mà mãi mới bắt máy? Không có thời gian nên tao chỉ nói nhanh thôi. 3 ngày nữa chúng ta sẽ đến dự một bữa tiệc. Số hàng mà tao kêu mày gấp rút chuẩn bị lần này cũng là để phân phối cho những mối làm ăn mới. Làm cho cẩn thận, hàng phải được đảm bảo là loại hàng tốt nhất. Trước mắt đó là công việc quan trọng, còn chuyện thằng nhóc hãy cứ giữ nó lại. Sau khi xong việc, chúng mày làm việc quá sơ suất. Tại sao lại còn mắt thêm một đứa không liên quan? Lẽ ra phải xử lý kín đáo hơn. Làm cho gọn gàng vào, hàng đóng xong xuôi lập tức thay đổi địa điểm." Nam xứng người, bởi người phụ nữ này cũng đã biết nơi đây có sự hiện diện của cha. Điều này tuy không lạ, bởi đám đàn em của bà ta chắc chắn đã có báo cáo. Nhưng ngay lúc này, sự việc đã chuyển sang một chiều hướng xấu. Nam và Trang vô tình biết được bí mật của tổ chức ma túy với một số lượng hàng không nhỏ. Chị Phụng không thấy bên kia nói gì thì gắt: "Mày làm sao đấy? Có nghe tao nói không à?" Nam cố gắng giả giọng khàn khàn, Nam đáp: "Em nghe rồi chị. Về khi chuyển hàng đi còn hai đứa kia tính sao?" "Sao mày ngu thế? Chúng ta chỉ cần thằng nhóc, những kẻ không liên quan thì cho biến mất hết. Không có gì đảm bảo nó sẽ không nói với ai cả. Cách tốt nhất là khiến nó im lặng mãi mãi." "Mà sao giọng mày là lạ?" "Vâng, em đang có chút sức khỏe. Cả đêm qua vừa thức đóng hàng, đôn đốc công việc, lại còn vừa phải canh chừng hai đứa chúng nó. Sáng nay khản hết cả tiếng chị ạ." Cứ cố gắng làm tốt, ta sẽ không để cho mày thiệt đâu. Nếu mà chuyện thuận lợi, sắp tới đây chúng ta sẽ mở rộng và vươn xa ra nhiều khu vực khác. Lo làm việc đi." Chị Phùng tắt máy. Nam cao mày nắm chặt cái điện thoại trong tay, Nam nghĩ: "Đúng như mình nghĩ, chúng sẽ không tha cho Trang dù đã bắt được mình. Nhưng hiện nay mình đã giết tất cả đám người đây. Những tưởng bọn chúng chết hết thì Trang sẽ được an toàn. Nhưng không, chúng đã cung cấp thông tin về tổ chức. Có nghĩa là sau khi sự việc ở đây bị phát hiện, chúng sẽ nhắm tới mình và Trang. Và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được hai đứa. Không ổn rồi. Trang đã bị kéo vào một vấn đề vô cùng nguy hiểm. Sẽ không khó để chúng tìm được cô ấy. Mình phải hành động ngay. Nhưng phải làm thế nào đây, khi mình hoàn toàn không biết một chút thông tin gì về bọn chúng?" "Chị Phụng là ai? Đám người này rốt cuộc có liên quan gì đến chú Đại hay không? Tại sao chú Đại lại tìm bọn chúng để bắt cóc mình? Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao?" Càng suy nghĩ, Nam càng bị cuốn vào bế tắc. Nam muốn tìm chú Đại để nói xó mở chuyện, nhưng Nam cũng chưa dám khẳng định người mà tên bắt cóc nói là chú Đại. Tất cả mọi thứ đều vẫn chỉ là suy đoán. Nếu bây giờ tìm chú Đại, chẳng phải Nam sẽ vô tình kéo theo rất nhiều người vào cuộc chiến hỗn loạn này hay sao? Trong lúc này Nam mới nhận ra, chỉ có một mình Nam không thể làm được điều gì cả. Thậm chí, với cách giải quyết sự việc hấp tấp của mình, Nam đã khiến cho mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn. Nhìn chiếc điện thoại, trong đầu Nam không thể nghĩ được đến ai khác ngoài một cái tên quen thuộc: Đen. Không suy nghĩ thêm, Nam bấm số của Đen rồi chờ đợi. Điện thoại đổ chuông, sau 2 chuông thì đến bắt máy. Đen hỏi: "Ai đấy?" Nghe đúng giọng của Đen, Nam vừa nói: "Tôi có chuyện cần anh giúp." Nhận ra ngay giọng của Nam, Đen thoáng giật mình, nhưng Đen đáp lại ngay: "Thằng nhóc, chú mày đang ở đâu?
cuối cùng thì cũng tìm được chú mày. Sau khi Nam gửi định vị từ điện thoại của gã cầm đầu cho Đen, Đen nhắn tin lại. Không cách chỗ anh mày quá xa. Mọi chuyện không nên nói qua điện thoại. Cố gắng đợi đó đừng đi đâu. Cũng đừng chạy vào cả. Đến nơi anh sẽ gọi. 30 phút sau Đen xuất hiện. Khi bước vào trong đi qua căn phòng đóng hàng ở tầng 1, Đen có phần giật mình bởi dưới sàn nhà là ba cái xác cùng với một lượng mà tuy không nhỏ. Đen lấy điện thoại gọi vào số ban nãy thì thấy tiếng chuông vang lên từ trên tầng 2. Bước lên trên cầu thang tầng 2, đứng trước cửa phòng, Đen tròn mắt khi ngồi trong phòng là Nam. Dưới sàn nhà cũng có ba cái xác đã bị bắn bằng súng. Khẩu súng vẫn đang để ngay cạnh người Nam. Đen không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhìn Nam, Đen có thể đoán những kẻ bị chết trong nhà này đều do Nam sát hại. Nhưng tại sao Nam lại làm thế? Rồi số lượng ma túy ở tầng dưới là thế nào? Ngước mắt nhìn Đen, Nam nói. Anh đến rồi đấy à? Đen khẽ nuốt nước bọt sau câu hỏi lạnh như băng. Trước giờ Đen vẫn nghĩ Nam không thể nào ra tay một cách tàn độc được với ai, dù cho đó có là kẻ thù. Nhưng hôm nay, ở trong ngôi nhà với 6 mạng người đã bị giết, kẻ ra tay không ai khác ngoài Nam. Nhưng sao ánh mắt của Nam lại có thể bình thản đến như vậy? Điều này khiến cho Đen hoang mang thật sự. Đen nhìn thấy trong Nam có một sự thay đổi đến đáng sợ. Đen đáp: Chú mày là người đã ra tay giết hết đám này. Nam gật đầu: Đúng vậy. Và giờ tôi đang cần anh giúp. Chú mày muốn xóa dấu vết? Không, tôi cần anh giúp một chuyện khác. Chuyện này tôi nghĩ chỉ có anh giúp được thôi. Không để mất thời gian, Nam vào thẳng vấn đề. Với mạng lưới thông tin của anh, tôi nghĩ anh chắc chắn đã nghe đến cái tên chị Phụng. Một người phụ nữ được tôn là bà chủ ma túy. Bà ta là ai? Đen giật mình khi Nam nhắc đến cái tên này. Đen đã hiểu được một chút của vấn đề, Đen nói. Tại sao chúng mày lại biết cái tên ấy? Với một người còn non kinh nghiệm, cũng như hiểu biết về thế giới ngầm, không thể nào chúng mày biết một cái tên nhân vật như vậy được. Đừng nói với anh mày là chúng mày vừa giết người của bà ta. Và nơi này chính là nơi chứa hàng của bọn gia đình đấy nhá. Gia đình? Nhìn thái độ và cách nói của anh thì hình như anh biết khá rõ về người này. Và bà ta không phải là kẻ tầm thường. Tôi cũng đoán được điều này. Thế nên tôi mới nhờ đến anh. Người đàn bà đó là ai? Đen bắt đầu toát mồ hôi. Đen nói vội vã. Không được, phải rời khỏi đây ngay. Chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Ra khỏi đây ngay lập tức. Lần đầu tiên kể từ ngày biết nhau, Nam mới thấy Đen tỏ ra mất bình tĩnh đến như vậy. Thấy Nam vẫn còn lấn cấn, Đen quát lớn. Ra khỏi đây ngay. Sau khi rời khỏi đây hãy tìm một chỗ để tránh mặt. Phải đảm bảo chỗ đó ngoài chúng mày ra, không ai được biết. Anh sẽ đến tìm chúng mày ngay khi có thể. Dứt lời, Đen tung chìa khóa xe mô tô cho Nam. Nam hỏi. Còn anh thì sao? Cứ đi đi. Cần có người lại đây dọn dẹp chỗ này. Nhớ thật kỹ những lời anh mày dặn. Đáp cái điện thoại đó đi. Và tìm một cái điện thoại khác. Không được tắt máy. Nhưng ngoài số anh mày gọi thì không được nghe điện thoại của bất kỳ ai. Chú không biết chú vừa gây ra chuyện gì đâu. Đi mau. Một kẻ giết người không gây tay như Đen bỗng dưng tỏ ra lo lắng. Mặc dù số người chết trong ngôi nhà này không bằng phân nửa những kẻ mà Đen đã cho vùi xác dưới đống đổ nát của Monaco, nhưng khi nghe đến cái tên chị Phụng thì sắc mặt của Đen lập tức thay đổi. Ngay lúc này Nam mới nhận thức được sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì mà Nam đang suy đoán. Bà chủ ma túy với cái tên chị Phụng dường như đã khiến một kẻ máu lạnh như Đen phải rùng mình. Rời khỏi ngôi nhà, lên chiếc xe mô tô mà Đen đã lấy đi từ nhà bà ngoại, Nam sực nhớ ra là mình còn một số đồ đạc quan trọng để ở nhà. Trong số đó có cả những bức ảnh của bé Hạnh. Theo những gì Đen nói, sau khi giết người của bà trùm, Nam sẽ bị săn đuổi. Không chỉ vậy, những người thân của Nam cũng sẽ rơi vào tầm ngắm. Nghĩ vậy nên Nam quyết định quay về nhà để lấy đồ. Còn lại một mình, Đen lấy điện thoại rồi bấm số gọi. Người đàn ông kia lập tức quát máy, ông ta gằn giọng. Sao rồi, đã tìm được nó chưa? Đã tìm thấy, nhưng chắc ông không tin được đâu. Nó vừa gây ra một chuyện tài trời. Không hiểu vì sao đám người của con Phụng lại bắt nó. Và giờ thằng nhóc đã giết hết tất cả những tên có mặt ở đây. Điều đáng nói nơi này chính là nơi tập kết hàng của tổ chức. Số lượng hàng không nhỏ. Có lẽ chúng đang chuẩn bị cho một cuộc làm ăn quy mô.
còn quá sớm để nó vướng vào những chuyện này. Nhưng không sao, xử lý chỗ đó đi, ta sẽ đưa người đến đó ngay. Gác lại tất cả mọi chuyện, cậu phải theo sát bên thằng nhóc. Không phải người của ta, bất cứ kẻ nào lại gần, giết hết. Đen hỏi, vậy còn vấn đề từ phía bọn gia đình thì sao? Cũng đã đến lúc ta phải ra mặt rồi. Phần 85. Vòng quay quá khứ. Quay trở về nhà, Nam nhanh chóng thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình. Toàn đóng cửa chuẩn bị rời khỏi đây thì Nam nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bên ngoài sân. Chưa quay lại, Nam cau mày khẽ thả cả ba lô xuống đất, tay nắm chặt. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên. Nam, cháu phải không? Nam. Là giọng của chú Đại. Nhớ lại lời nói của gã bắt cóc trước khi chết, Nam hiện giờ vẫn chưa thể biết chú Đại rốt cuộc có dính líu gì đến bọn bắt cóc hay không. Nhưng Nam suy nghĩ, nếu như chú Đại muốn hại anh em Nam thì cả hai sẽ không bao giờ sống được đến bây giờ. Tuy nhiên, những lời mà gã khốn kia tả rất trùng hợp với chú Đại. Hiện tại bé Hạnh vẫn đang sống với chú Đại. Nghĩ đến sự an toàn của em Nam, không dám manh động. Nhưng có nằm mơ, Nam cũng không tin chú Đại lại có ý xấu với mình. Trong đầu Nam mâu thuẫn bởi hai dòng suy nghĩ. Nếu không làm rõ chuyện này, Nam sẽ không yên tâm về em gái. Nhưng đánh rắn động cỏ, Nam lại sợ sự việc sẽ càng tệ hơn. Thêm thắc mắc nữa, nếu chú Đại cho người bắt cóc Nam, thì chú Đại còn về đây làm gì? Nam quay lại đáp. Chào chú, chú đến có việc gì vậy? Cháu cũng đang muốn đến gặp chú đây. Chú Đại vội trả lại ôm chầm lấy Nam rồi bám vào vai Nam vỗ vỗ. Chú Đại nói như sắp khóc. Ơn trời cháu không sao cả. Vậy mà cả đêm qua chú lo lắng không ngủ được. Cháu đã đi đâu suốt quãng thời gian qua? Cháu làm cho mọi người lo quá. Cái ôm đầy tình cảm của người chú Nam luôn kính nể khiến cho Nam sững người. Nam nghĩ. Đúng vậy. Không thể nào chú Đại lại làm như vậy được. Chú ấy luôn là người thương yêu hai anh em mình nhất. Chỉ là người giống người thôi. Trong cái thế giới này đâu thiếu những chuyện như vậy. Mình đã nghĩ oan cho chú Đại rồi. Người đàn ông nhỏ bé với gương mặt có phần khắc khổ sau nhiều năm trải qua biết bao nhiêu chuyện. Nam khái mỉm cười rồi đáp. Cháu có sao đâu. Cháu vẫn khỏe mạnh mà chú. Cháu bác Dung báo cho chú phải không ạ? Thì cũng gần như là thế. Nhưng cũng do cuộc điện thoại mà các Trang gọi cho anh Long. Kể cũng buồn cười. Có mỗi cuộc điện thoại không rõ ràng mà chú Vinh Long suy diễn ra đủ mọi chuyện. Chú còn tưởng cháu gặp vấn đề gì rồi cơ đấy. Đúng là cái tính đa nghi bao năm nó ăn vào máu không thể quên được. Long bước lên nói. Cũng do con bé đó trước nay chỉ gọi điện cho anh khi mày gặp chuyện. Xong gọi lại thì không liên lạc được. Thôi, chẳng sao. Không vấn đề gì là tốt rồi. Anh Đại đã rất lo lắng cho mày đấy. Thanh niên trưởng thành rồi, đừng khiến người khác phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Em là con trai của anh Tuấn. Trước khi anh mất, đã giao phó mày cho bọn anh. Những năm qua anh Đại đã phải rất khổ sở khi mày bỏ đi. Giờ quay về rồi thì ngoan ngoãn một chút đi. Chú Đại khẽ giơ tay ngăn Long không được nói nữa. Chú Đại cười. Nam nó đã lớn, cũng cần có mục đích riêng của bản thân. Nam này, chú chỉ cần cháu luôn khỏe mạnh là được rồi. Những gì chú đã nói trước đây, lúc nào cũng chờ đón cháu. Vừa lúc đó điện thoại Nam có chuông. Khi quay về nhà, theo lời Đen dặn, Nam đã chuẩn bị một cái điện thoại chờ tin tức từ Đen. Lúc này kẻ đang gọi đến không ai khác ngoài Đen. Bắt máy Đen nói. Chúng mày đang ở đâu rồi? Mọi chuyện không ổn. Dường như chúng đã phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn dự tính. Nếu như trong ngôi nhà đó có trang bị camera ngầm, thì nhiều khả năng chúng mày đã ở trong tầm ngắm. Từ giờ phút này trở đi, không được nghe điện thoại của ai cả. Mọi chuyện cần trao đổi, chúng ta sẽ gặp trực tiếp. Gửi địa chỉ cho anh mày ngay lập tức. Nam không trả lời, bởi trước mặt Nam đang là chú Đại. Nam không muốn người khác bị kéo theo chuyện này. Nhưng cũng ngay lúc đó, điện thoại của chú Đại báo chuông. Long cầm điện thoại trên tay nhìn số rồi nói với chú Đại. Anh Đại, là chị Phùng gọi. Nam giật mình, Long vừa nhắc đến một cái tên. Cái tên đó chính là chị Phùng. Có vẻ như nghĩ Nam không biết chuyện gì, nên chú Đại chỉ cười rồi nói. À, điện thoại của đối tác đấy mà, đưa nghe xem nào.
Dù sao mình cũng không cần hợp tác với bọn họ nữa. Chú Đại vừa alo thì chị Phụng đã ríu rít trong điện thoại. Thằng chó chết, mày chơi tao phải không? Có phải mày cài người vào để phá tao? Thằng khốn, tao cho mày 1 phút để giải thích chuyện này. Chú Đại đáp. Chị đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Chị Phụng cười điên dại. Mày không hiểu. Thằng nhóc mà mày nhờ tao tìm kiếm, nó đã giết 6 người của tao. Nó và người của nó đã cướp đi số hàng quan trọng trong vụ làm ăn sắp tới của tao. Nó không phải là một thằng nhóc bình thường. Mày đã chơi tao. Mày dựng lên mọi chuyện rồi đưa sát thủ đến để giết người, cướp hàng của tao. Tao đã quá khinh thường mày. Đây là cái giá đắt mà tao phải trả. Mày đã phạm luật gia đình. Tao sẽ trả lại mày gấp trăm, gấp ngàn lần. Hãy đợi đó đi. Kẻ nào động đến người của tao, mạng sống của nó từ bây giờ sẽ đếm ngược từng giây, từng phút. Chú Đại nhìn Nam bàng hoàng. Chú Đại vội vàng đáp. Không thể nào, không thể có chuyện như vậy được. Chị Phụng gằn giọng. Nghe điều bộ của mày thì như mày vẫn đang tỏ ra hoang mang. Thôi được rồi, giờ ta sẽ nói như thế này. Tao không cần biết mày có đứng sau chuyện này hay không. Nhưng một là mày đem tất cả hàng trả lại cho tao của mấy thằng nhóc khốn kiếp kia thì tao sẽ tha cho mày. Dù sao mày cũng là em nuôi của lão nhị. Thời hạn là 4 ngày. Trong 4 ngày tới tao sẽ đến Hải Phòng. Khi đó mày sẽ phải đến gặp tao và thực hiện đúng những gì mà tao nói. Bằng không, hơn ai hết, mày là người hiểu rõ kết cục của những kẻ phản bội gia đình, phải không đại sát? Cái biệt danh mà lão nhị đặt cho mày chắc mày vẫn chưa quên đâu nhỉ? Điện thoại tắt. Chú Đại nhìn Nam mà không dám tin những gì chị Phụng vừa nói. Nhưng khi chú Đại đưa tay định chạm vào Nam thì ngay lập tức tay chú Đại bị hất văng ra. Nam cúi mặt không nói câu nào. Nhưng sát khí từ Nam tỏa ra khiến Long khẽ cau mày. Sau cái hất tay về phía chú Đại, Long quát. Nam, mày làm cái gì thế? Bàn tay chú Đại tê dần sau khi bị Nam hất ra. Nam cúi mặt nói. Chị Phụng, tôi đã không dám tin là chú có liên quan đến người này. Những lời mà đám bắt cóc bắt tôi ngày hôm qua không phải nói dối. Nhưng không phải là người giống người. Chính là chú. Chính chú đã cho người bắt cóc tôi. Tại sao? Tại sao chú lại làm như vậy? Ngẩng mặt lên, đôi mắt trợn trừng đầy căm thù. Sắc lạnh của Nam khiến cho chú Đại rùng mình. Nam gào lớn. Tại sao? Trả lời đi chứ. Nói vậy có nghĩa là cháu đã giết người của bà ta? Sao có thể như thế được? Long nhìn chú Đại, vẻ mặt Long có chút hoang mang. Anh nói sao? Thằng Nam giết người của chị Phụng á? Anh cũng không tin. Nhưng việc Nam nó biết tên người phụ nữ đó đã chứng minh điều này. Nhìn kỹ thì nãy ôm nó, anh thấy cổ nó có vết máu. Nam nhìn thẳng mặt chú Đại nói. Đúng vậy, chính tôi đã giết tất cả bọn chúng. Vì nếu không làm như vậy, chúng sẽ giết Trang và có lẽ là cả tôi nữa. Rốt cuộc tại sao ông lại làm như thế với tôi? Chú Đại choáng váng trước những gì mà Nam vừa khẳng định. Nuốt nước bọt, chú Đại không thể ngờ được rằng Nam đã giết người mà không phải là một người. Lòng đáp. Nam, bình tĩnh. Em phải bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh không biết em đã gây ra chuyện gì, nhưng sự việc ở đây có hiểu lầm. Anh đợi nhờ bà ta tìm em là vì quá lo lắng cho em. Em bỏ đi sau khi quay về. Hơn nữa gần đây anh Đại đã phát hiện ra có một kẻ đáng sợ vẫn còn sống sau vụ nổ. Sợ rằng kẻ đó đã đưa em đi vào con đường đen tối, nên anh Đại mới gấp rút nhờ đến mạng lưới thông tin của chị Phụng. Tất cả mọi chuyện là như vậy. Nam nhìn Long nói. Vậy sao? Vậy đây là cái cách mà các người lo cho tôi à? Các người có biết chúng là ai không? Chúng là một tổ chức buôn ma túy. Các người nghĩ chúng sẽ tha cho bọn tôi sao? Còn vụ đàn bà khốn kiếp đó đã ra lệnh giết chết Trang sau khi chúng rời khỏi đó. Cách của các người đấy à? Lòng cũng đành cứng họng. Chuyện này anh Đại sao có thể ngờ bọn chúng lại bắt cả Trang đi được?
Nam nó nói đúng. Anh đã sai rồi. Anh đã sai khi đến tìm bà ta. Anh đã không lường trước được hết mọi việc. Không sao đâu. Anh sẽ tự giải quyết chuyện này. Long nhìn chú Đại nói. Nhưng chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho anh được. Chú Đại nhìn Nam, khẽ mỉm cười. Chú Đại nói. Cuộc đời chú gặp được bố cháu khiến cho chú cảm thấy mình được sống lại một lần nữa. Quá khứ của chú đã nhiều lần khiến chú dằn vặt muốn chết. Nhưng bố cháu đã cho chú niềm tin để tiếp tục sống. Bố cháu mất thì anh em cháu còn quan trọng hơn mạng sống của chú. Ngay từ lần đầu tiên gặp cháu, chú đã yêu quý cháu như con cái của mình. Không có người cha, người mẹ nào để đưa con mình vào chỗ chết cả. Dù cho cháu có gây ra chuyện gì thì chú vẫn sẽ bảo vệ cho các cháu. Cách làm của chú có lẽ đã sai, nhưng chưa bao giờ chú nghĩ sẽ làm hại đến cháu. Nam, đi đi, chú sẽ giải quyết tất cả. Hãy tin chú một lần này nữa thôi. Hiện tại cháu đang gặp nguy hiểm. Chú biết cháu lo cho bé Hạnh, nhưng chú không thể đón con bé theo cháu được. Chú biết cháu đang nghĩ gì. Hãy tự lo cho mình chứ. Đi đi. Lời giải thích của chú Đại hoàn toàn đúng, nhưng sự việc bây giờ đã không thể quay lại như lúc đầu. Ngay cả Đen cũng cảnh báo Nam về sự nguy hiểm của chị Phụng. Nam sẽ chẳng thể bảo vệ được ai nếu như Nam chết. Cách tốt nhất bây giờ là tránh đi khỏi đây. Nam bước qua chú Đại, nhưng Long không chịu. Long túm vai Nam lại. Long nói, nó có thể đi, nhưng còn số hàng. Chẳng phải bà ta nói nó cùng đồng bọn nó cướp đi hàng hay sao? Nam, mày phải nói số hàng đó ở đâu. Buông tay ra, tôi không biết số ma túy đó ở đâu cả. Chú Đại nói với Long, chuyện này không phải do nó làm, còn nhiều uẩn khúc. Không ngoài trường hợp bà ta giở trò, nhưng người mà Nam nó giết là thật. Giữ nó lại anh cũng có đảm bảo an toàn được cho nó. Hơn nữa Nam nó cũng muốn đi. Anh tin người của bà ta sẽ không dễ tìm được nó đâu. Chỉ cần nó không quay về đây là được. Bàn tay Long vẫn búng chặt vào vai Nam. Nam nói, buông ra trước khi tôi làm anh bị thương. Long giận tím mặt. Mày... Nhưng chỉ với một cái bẻ tay, Long còn chưa nói hết câu thì đã phải lộn vòng theo chiều bẻ tay của Nam. Bởi nếu không cổ tay của Long sẽ bị bẻ gãy. Loạng choạng ngã ra đất, Long giật mình khi Nam quay lại nhìn. Nam lạnh lùng nói, chú Đại, lẽ ra cháu phải là người chịu trách nhiệm chuyện này, nhưng trước đó cháu còn có việc phải làm. Cháu định gặp để nói với chú, vì sợ kẻ đó sẽ làm hại chú, vì chú có liên quan đến bố cháu. Nhưng đã đến nước này, trước khi trả giá cho việc mình làm, cháu phải giết hắn, để linh hồn bố cháu được yên nghỉ. Bà ta nói cho chú thời hạn 4 ngày. Sau 4 ngày nữa cháu sẽ đến nhà bà ta để tùy ý xử lý. Còn về số hàng, cháu sẽ cố gắng trả lại nếu biết nó ở đâu. Chú Đại thoáng giật mình. Cả cháu đang nói là ai? Khoác ba lô lên vai, tiến lại gần chiếc xe mô tô, Nam đáp. Ngoạn, hắn vẫn còn sống. Dứt lời, Nam lên xe rồi phóng đi mất trong sự bàng hoàng đến kinh ngạc của cả Long và chú Đại. Đỡ Long dậy, chú Đại nói, không thể thế được. Sao mọi chuyện lại có thể như thế được chứ? Cảm giác cổ tay vẫn còn khá đau mặc dù chưa gãy, Long đáp, lời nói của nó không phải không có cơ sở. Bởi vì Cường Đen còn sống thì thằng chó đó cũng còn sống. Không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Bởi lẽ sau vụ nổ, em có dành khoảng thời gian khoảng 6 tháng để tìm hiểu về hắn. Mặc dù ai cũng nói hắn đã chết, nhưng thực sự vẫn có những điểm đáng nghi ngờ. Với em, hắn vẫn luôn là cơn ác mộng. Nhưng liệu để thằng Nam đi như vậy có ổn không anh? Chú Đại khá trả lời, nó đã giết 6 người của chị Phụng. Anh đã gặp rất nhiều người, trong đó có những kẻ là sát thủ, nhưng nó là người nguy hiểm nhất. Cuối cùng thì một lần nữa chúng ta không thể trốn chạy khỏi quá khứ. Nhưng anh sẽ không để cảnh tượng đau lòng ấy xảy ra một lần nữa. Em biết phải làm gì rồi đấy. Em rõ rồi ạ. Phần 86, quân tướng. Trang, mở cửa ra, con làm sao vậy? Tiếng mẹ Trang gọi bên ngoài cửa, nhưng bên trong Trang không đáp lại.
Cô ngồi bần thần trên giường, đôi mắt ướt đẫm lệ. Thi thoảng người Trang lại khẽ run lên từng hồi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mà mình vừa mới chứng kiến. Mình phải làm gì bây giờ? Thật đáng sợ. Ở bên ngoài bố Trang nói với vợ. Con bé bị làm sao vậy? Nhìn bộ dạng của nó từ lúc về nhà đến giờ có gì lạ lắm. Mà tối qua nó còn bảo lên trên Hà Nội, sao lại về sớm thế nhỉ? Mẹ Trang trả lời. Hay là nó cãi nhau với thằng Vượng? Chắc thế rồi. Mà thôi, thanh niên giận nhau một lúc là hết ngay mà. Cứ để kệ nó. Mình giờ cũng không thể hiểu được chúng nó nghĩ gì đâu. Nam mở cửa phòng. Người vừa đến chính là Đen. Bước vào trong, Đen dần dưới nói. Anh đã bảo chú mày không được tắt máy đi cơ mà. Chú mày muốn người khác tức đến chết phải không? Xin lỗi. Lúc đó tôi đang có chuyện khó nói qua điện thoại. Giờ anh có thể nói rõ hơn với người phụ nữ có tên chị Phụng được rồi chứ. Mở chai nước, Đen tu một hơi rồi ngồi xuống ghế. Đen nói. Được rồi, nếu chú mày muốn nghe thì anh sẽ nói cho chú mày biết. Chú mày đã đồng đến ai? Đoàn Thị Thanh Phụng được giữ giang hồ trong tất cả các lĩnh vực, còn là chị Phụng chính là bà trùm của tổ chức buôn ma túy lớn nhất Việt Nam. Không chỉ vậy, tổ chức này còn là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với những cơ sở băng nhóm hoạt động trong toàn khu vực Đông Nam Á cũng như Trung Quốc. Chúng được gọi chung với cái tên gia đình. Sau khi người lãnh đạo gia đình là chồng của ả, Láo Nhị, một tay trùm khét tiếng người Đài Lục, kẻ đã gây dựng lên tổ chức gia đình chết đi, thì mọi quyền lực đều rơi vào tay của Đoàn Thị Thanh Phục. Tuy nhiên, sau cái chết của ông trùm tổ chức tội phạm này thì mọi hoạt động làm ăn cũng như các mối hợp tác đều bị hạn chế. Bởi ngoài biên giới Việt Nam, người ta chỉ nể cái tên Láo Nhị, chứ không muốn làm ăn với một con đàn bà. Nhưng đó là chuyện ngoài biên giới. Còn trong nước, tổ chức dưới quyền của Phụng vẫn hoạt động mạnh mẽ. Chúng vẫn thâu tóm tất cả những đầu mối ma túy trên khắp cả nước. Uy danh lẫn thực lực chỉ còn bằng một phần hai thời kỳ Láo Nhị còn sống, nhưng không thể coi thường chúng được. Bởi khi chúng không vươn được ra bên ngoài biên giới thì chúng sẽ tập trung toàn bộ vào trong nước. Bất kỳ tổ chức tội phạm nào khi nghe đến cái tên chỉ phục cũng phải nhún nhường. Với chúng không có cái gọi là nhân nhượng. Đoàn Thị Thanh Phục đã từng ra tay giết những kẻ có ý chống lại ả khi Láo Nhị qua đời. Và tất nhiên là mụ ta không trừ cả đàn bà lẫn trẻ con. Chính cách làm việc của mụ vừa khiến người ta khinh bỉ, nhưng cũng làm cho đám đàn em dưới trướng phải nể sợ. Mụ đặt ra tôn chỉ riêng, những ai động vào gia đình, kẻ đó sẽ phải chết. Và không chỉ chết một mình. Nam nhìn Đen khẽ cau mày. Như thế nghĩa là sao? Đen đáp. Nghĩa là giết một người của tổ chức, mụ sẽ phải đòi kẻ đó trả giá gấp đôi. Chú mày giết 6 người của mụ thì mụ sẽ giết 12 người của chú mày. Đầu tiên sẽ là những người thân nhất bên cạnh chú mày. Đó chính là sự đáng sợ của bọn gia đình. Giờ thì chú mày hiểu rồi chứ? Và khi chúng chưa đạt được mục đích thì chúng sẽ không dừng lại. Chú mày không phải vật nghìn mắt nghìn tay để có thể lúc nào cũng bảo vệ được tất cả, nhưng bọn chúng thì có đủ người để phân bố được khắp nơi. Thế giới ngầm chưa bao giờ là cuộc chơi của một kẻ đơn độc. Nó hoạt động theo tổ chức, và kẻ đứng trên tổ chức chính là luật. Đôi bàn tay Nam nắm chặt lại. Giờ thì Nam đã hiểu vì sao thái độ của chú Đại lại lo lắng đến như vậy. Chú Đại có quan hệ với người phụ nữ này, chắc chắn chú Đại cũng biết đến tổ chức gia đình và cách thức hoạt động của bọn chúng. Nam nghiến răng suy nghĩ. Mình đã quá hồ đồ rồi. Mình đã kéo tất cả mọi người vào chuyện này. Bọn chúng sẽ lần ra và giết hết tất cả. Đến cuối cùng mình vẫn chỉ là một thằng ngu, chỉ biết làm hại đến những người mà mình mới bảo vệ. Nhìn Nam, Đen tiếp tục. Sợ rồi phải không? Nhưng không biết không có tội. Hơn nữa anh cũng đang thắc mắc, tại sao bọn chúng lại nhắm vào chú? Nói thật thì một thằng nhóc như chú mày đâu có đáng cân lạng gì để chúng phải để ý. Chú biết lý do chứ? Và tại sao chú mày lại để bắt đi một cách dễ dàng như vậy? Với khả năng của chú, việc thoát khỏi tay bọn chúng mà không cần giết đâu phải khó. Tại sao chú mày lại chọn cách giết người? Cố gắng bình tĩnh trở lại, Nam kể hết tất cả mọi chuyện cho Đen nghe. Kể cả việc chú Đại chính là người nhờ chị Phụng tìm mình. Đen lặng im lắng nghe một cách chăm chú. Đen nghĩ,
Thì ra tay đại này quả thực không đơn giản như mình nghĩ. Hắn có quan hệ với Ả Phụng, thậm chí còn nhờ được Ả ta ra mặt tìm kiếm một kẻ vô danh. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của chúng không dừng lại ở mức bình thường. Chẳng trách lão già lại đặc biệt quan tâm đến hắn như vậy. Sau mấy năm, đến tận hôm nay mình mới biết thêm một chút về vấn đề này. Lão quái vật, càng ngày càng thấy lão thực sự đáng sợ. Liệu mình có sai khi... Đang suy nghĩ thì Đen bị cắt ngang bởi giọng nói của Nam. Tất cả mọi chuyện là như vậy. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ làm sao để cứu được cô gái mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không thể ngờ được bà ta là người đáng sợ như thế. Lại là vì phụ nữ. Thế nên người ta nói đàn bà là khởi nguồn của tất cả mọi loài rắc rối, quả không sai. Vậy bây giờ sau khi đã tìm hiểu rõ chuyện này, chú tính sao? Tôi có nghe bà ta nói, chỉ cần giao nộp tôi với số hàng trong ngôi nhà đó thì bà ta sẽ không tính đến chuyện này nữa. Đèn nhếch mép cười. Số hàng đó đang nằm trong tay người của anh mày đây. Nhưng chúng mày mà nộp đồng nghĩa với cái chết. Vẫn quyết định như thế sao? Nam gật đầu. Nếu tôi chết mà mọi người được an toàn thì cái mạng của tôi chẳng phải quá có lợi rồi sao? Đen nhìn Nam lửa mắt để nói. Anh đã nói gì với chú mày nhỉ? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Cuộc sống không chỉ diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai, nó còn có những ngày sau đó nữa. Hôm nay chúng mày chết để đổi mạng, nhưng liệu sau này chúng mày còn mạng để đổi nữa hay không? Liệu khi chú chết đi thì có chắc rằng người thân của chú có được an toàn? Đừng bao giờ tin vào lời hứa của những kẻ giết người. Ngay cả anh hay bản thân chú mày, đôi khi chúng ta không còn tin nổi bản thân. Vậy nên chỉ có sống mới giải quyết được hậu quả mà mình đã gây ra. Và quan trọng nhất, chú mày chưa thể chết được, ít nhất là thời điểm hiện tại. Nam ngập ngừng. Nhưng chẳng phải anh nói chúng sẽ giết tất cả những người thân của tôi? Đúng vậy, nhưng đó chỉ là khi ả ta còn sống. Một kẻ chết rồi thì làm sao có thể ra lệnh được cho anh nữa, phải không? Nhìn thẳng vào mắt Đen, Nam vẫn chưa hình dung ra được rốt cuộc Đen muốn làm gì. Nam nói, ý anh là tôi phải giết mụ ta trước. Nhưng đến mặt mũi danh tính nơi ở của mụ ta tôi còn không biết. Chưa kể nếu như mụ ta đúng như lời anh nói thì không đơn giản để nhìn thấy chứ đừng nói là tiếp cận. Anh đang nói về việc giết bà trùm của tổ chức tội phạm lớn nhất Việt Nam đấy. Đen thả tay khiến cái cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Đen cười. Lớn nhất? Chỉ là trước đây thôi. Đã bao giờ chú mày cảm nhận thấy anh hay chú mày hay bất cứ kẻ nào xuất hiện trong chuyện này giống như những quân cờ chưa? Anh là một quân cờ, chú mày là một quân cờ, Thành Hưng, Thiên Nam cũng là những quân cờ. Vậy chú có thắc mắc kẻ đứng sau bàn cờ này là ai không? Nam bất chợt rùng mình bởi những lời nói của Đen cũng chính là điều mà Nam luôn suy nghĩ bấy lâu nay. Chị Phụng, người được cho là một bà trùm khét tiếng nguy hiểm, nhưng Nam cũng đã biết được thông tin. Con người mà Đen vừa ngụ ý đến tận bây giờ Nam vẫn chưa biết một chút gì cả. Những kẻ thù hiện tại và quá khứ đều đã lộ diện, nhưng dường như ván cờ này vẫn chưa thể lộ quân tướng. Kẻ đang cầm quân tướng là ai? Đen vỗ vai Nam rồi đưa tay ra nói. Đừng lo lắng, anh ở đây là vì chú mày. Ông ta đã có một kế hoạch dành riêng cho chú. Ông ta gọi là giao kẻ cuối cùng. Thay vì đi nộp mạng để chết một cách vô nghĩa, sao không thử đặt cược một lần? Nào, tham gia chứ. Nam lặng người bởi vẫn còn choáng váng sau những lời lẽ có sức sát thương còn hơn cả một lưỡi dao sắc nhọn. Bắt tay Đen, Nam đưa ra quyết định. Được, với kế hoạch là gì? Phần 87. Đối mặt. Vào đi, Ngoan nói. Vũ con mở cửa bước vào, cúm núm Vũ đặt một số giấy tờ lên mặt bàn rồi kháng cười. Đại ca, đây là sổ sách thống kê lợi nhuận của tất cả các cơ sở kinh doanh làm ăn của chúng ta. Anh xem qua một chút rồi có chỉ thị gì thì bảo em. Ngoan phì phèo đũa thuốc rồi gạt số giấy tờ đó sang một bên. Ngoan nói, chuyện này tạm thời gác qua một bên.
Quan trọng bây giờ là bữa tiệc cho sự xuất hiện của ta cùng những nhân vật có số má. Cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Vũ còn lúng túng. Dạ thưa đại ca, địa điểm cũng như mọi thứ đều đã được em thu xếp ổn thỏa và cặn kẽ. Chỉ có điều những ai có mặt trong bữa tiệc hôm đó, đến giờ em vẫn chưa được biết ạ. Đừng lo, vấn đề này Đình Sáu đang làm rồi. Đây có thể coi là một cuộc gặp gỡ gồm những ông trùm, bà trùm của những tổ chức tội phạm trong thế giới ngầm. Thế cho nên danh tính của họ tất nhiên sẽ phải được giữ kín cho đến phút cuối cùng. Nên nhớ, mọi thứ phải thật bí mật. Phải đảm bảo xung quanh khu vực tổ chức tiệc gặp mặt ngày hôm đó, an ninh phải ở mức cao nhất. Bất kể kẻ nào cảm thấy nghi ngờ, loại bỏ ngay. Vũ còn nói, đại ca cứ yên tâm ạ. Khu biệt thự nằm riêng biệt trên quả đồi thuộc quyền sở hữu của chúng ta là một địa điểm vô cùng kín đáo. Ngoại trừ chúng ta và những người mà anh mời đến thì không một ai biết cả. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của anh, em đã cho làm một tầng hầm. Dưới tầng hầm là một con đường để thoát hiểm phòng khi xảy ra chuyện. Chỉ cần ở trên thông báo, mọi người dưới tầng hầm có thể thoát thân một cách dễ dàng. Tốt lắm. Đúng là cậu không làm cho ta thất vọng. Phải trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết thì mới biết nhìn xa, đề phòng trong những tình huống nguy hiểm dù là nhỏ nhất. Cánh cửa mở ra, Đình Sáu bước vào. Ngoạn ra hiểu cho Vũ Con đi ra ngoài. Lúc này Đình Sáu bước lại gần Ngoạn. Đình Sáu nói, nhờ sự xuất hiện của chị Phụng, ban đầu một vài đại ca nắm quyền ở những nơi khác từ chối không đến bởi họ không muốn ra mặt, thì nay cũng đã đồng ý. Sức ảnh hưởng của chị Phụng quả thật không nhỏ. Nhưng cũng phải nói đại ca quả thật là một người rất biết cách tính toán. Đại ca đã nhằm vào đúng người quan trọng nhất. Ngoạn đưa tẩu lên miệng rít một hơi rồi nhả khói. Ngoạn nói, bọn chúng đều là những con cáo già lọc lõi, không thấy lợi thì chúng sẽ không làm. Với sự xuất hiện của bà chủ ma túy, tất nhiên những kẻ đang nằm trong lĩnh vực này sẽ không bỏ qua cơ hội đến đây với mong muốn hợp tác. Đó cũng chính là mục đích của ta. Vậy nên mất cho con mụ đó một khoản lớn, kèm theo những miếng mồi béo bở, không phải là một cái giá quá đắt. Lúc này chúng ta cần mụ để làm đòn bẩy. Nhưng sau này mụ sẽ không còn vênh váo để nhìn từ trên xuống dưới với cái danh là bà trùm nữa đâu. Nhưng trước tiên, ta phải thể hiện cho mụ thấy ta là một đối tác có tiềm năng vô cùng lớn đối với mụ. Rồi đây, tất cả những kẻ máu mặt trong thế giới ngầm sẽ phải công nhận Ngoạn này mới chính là ông trùm của tất cả các ông trùm. Điều mà ta luôn khao khát bấy lâu nay, những kẻ như Lão Phiến hay như Lão Tuấn. Bọn chúng tuy có thực lực, có khả năng, nhưng cả hai đều gạt bỏ con đường, khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ. Chẳng thứ gì lại có thể chi phối và mở rộng vì thế được như ma túy. Vậy mà hai kẻ đó lại bỏ qua. Đúng là ngu. Bọn chúng chỉ vãi mãi là một thằng chột làm vua sư mù thôi. Thời đại bây giờ chỉ có quyền lực và tiền bạc mới điều khiển được mọi thứ. Tại ngôi nhà bí mật, vừa bước vào nhà Nam đã hốt hoảng bởi không thấy Bối Bối đâu. Nam định chạy ra ngoài tìm thì Đen nói, con chó đi theo gái rồi, tìm không thấy đâu. Hơn nữa chúng ta không có thời gian để ý đến việc khác. Chuẩn bị những thứ chúng mày cần dùng đến, chúng ta sẽ không quay lại ngôi nhà này nữa. Trước khi đến ngày đó, vẫn còn một số việc phải làm. Nó đi theo cô gái đó rồi à? Đen gật đầu thu dọn đồ đạc, hủy hết tất cả những gì có liên quan đến vụ việc trước đây, xóa sạch mọi dấu vết. Bước ra khỏi nhà, Đen nói, thay đổi địa điểm ngày giờ, anh sẽ đi đến đó trước, chúng mày đến sau. Vị trí anh gửi cho chúng mày khi đã an toàn, nhớ đừng có làm gì dại dột đấy. Nam khẽ cau mày, tôi không phải thằng ngu. Nhắc thế thôi, bởi biết đâu lại có một thằng ngu nào đó chạy tới Thành Hưng để làm chuyện ngu ngốc. Hãy nhớ kỹ, mạng sống của những người thân bên cạnh chú mày lúc này phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Hắn mà chết, chú mày cũng mất đi nhiều thứ đấy. Ngay lúc đó xuất hiện bốn người không rõ là ai. Nhìn họ ăn mặc rất bình thường, nhưng khi đứng trước Đen, cả bốn người đều cúi đầu chào rồi nói, sếp, chúng tôi có mặt. Đen đáp, chuyển hết những thứ này đi, dọn dẹp kỹ lại một lần nữa, đừng để sót thứ gì. Nhìn Nam, Đen nói tiếp, có cần anh cho người giám sát chú không?
Nếu vậy trong thời gian đợi anh, tôi sẽ đến nơi này một chút. Dứt lời, Nam lên xe rồ ga chuẩn bị phóng đi. Người của Đen định ngăn lại, nhưng Đen đưa tay ra cản. Đừng tự khiến mình bị thương, để cậu ta đi. Đúng là vướng vào đàn bà thật rắc rối. Tại nhà của Diễm, cô đang ngồi ngoài hiên nhà vuốt ve bối bối. Diễm nói, đã mấy ngày trôi qua, sao cậu ta vẫn không đến tìm mày nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta đã bỏ đi thật rồi sao? Diễm bỗng giật mình vì giọng nói của bố vang lên phía sau. Con gái bố còn nói với cậu ta chỉ là bạn bình thường sao? Như này bố càng thắc mắc cậu ta là người như thế nào, mà lại khiến cô công chúa của bố tương tư đến mức tự kỷ nói chuyện với con chó thế này. Diễm ngại đỏ chín mặt. Diễm khẽ trách, sao bố lại nghe lén người khác như thế? Bố thật là... Bố đâu có nghe lén, là do con nói to. Lại con nói ở chỗ mà ai cũng có thể nghe được đấy chứ. Sao? Thế chuyện mà bố nói con sắp xếp mời cậu ta đến ăn cơm cùng gia đình mình, con tính đến đâu rồi? Ngày mai là bố phải đi rồi đấy. Diễm ấp úng, bởi mấy ngày nay Diễm không liên lạc được với Nam. Đến nhà thì ngôi nhà đó luôn khóa cửa. Chỉ biết trả lời ra sao thì đột nhiên bối bối ngẩng đầu dậy, hếch mõm về phía cổng ngoài. Bối bối vùng lên chạy thẳng ra đằng trước rồi cứ thế sủa. Diễm không hiểu bên ngoài cổng có gì, nhưng nhìn bối bối quẫy đuôi mừng rỡ, hai chân trước cứ vào cổng như muốn Diễm mở cổng ra. Diễm bất chợt cũng cảm nhận được điều gì đó bên ngoài, vội vàng chạy ra mở cổng. Bối bối lao ra rồi nhảy sổ vào người Nam đang đứng ở bên ngoài. Nam cũng vui mừng khi nhìn thấy bối bối. Nam cười ôm lấy nó. Nam nói, mày quả đúng là con chó khôn, tao chỉ vừa mới đến thôi mà mày đã phát hiện ra rồi. Diễm nhìn Nam khẽ mỉm cười, nhìn bối bối được Nam ôm rồi nựng. Trong đầu Diễm đột nhiên có suy nghĩ, ước gì mình là con chó kia. Nhưng cô ngại ngùng đỏ mặt, xấu hổ với nghĩ đó. Nam đứng dậy nhìn Diễm. Nam cười tươi rồi nói, chào cô, cảm ơn cô đã chăm sóc bối bối mấy ngày qua. Diễm ấp úng chưa biết phải nói làm sao thì từ đằng sau bố Diễm lên tiếng, thì ra đây là người khiến cho con gái tôi mất ăn mất ngủ thời gian qua. Chào cậu, tôi là Khải, bố của cô gái này. Nam thoáng bất ngờ, có phần hơi ngợp. Không phải vì đây là bố của Diễm nên Nam có cảm giác đó, mà bởi vì người đàn ông này có giọng nói khiến cho người đối diện phải dè chừng. Là một người luyện võ, Nam cảm nhận được khí tức trong phong thái cũng như lời nói của ông ta không phải của một người bình thường. Dường như ông Khải cũng nhận thấy điều này từ Nam. Cả hai người nhìn nhau trong sự im lặng, khiến cho Diễm cảm thấy không khí đang có phần ngột ngạt. Bối bối cũng im lặng, nó khẽ tiến về phía trước cầm gừ. Nhưng Nam khẽ xoa đầu nó rồi cúi đầu đáp, chào bác, cháu xin lỗi về con chó của mình đã làm phiền gia đình những ngày qua. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động đặc sắc có tựa đề Sóng Ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả Trường Lê có tên Dì Ghẻ. Và quý vị đừng quên để theo dõi được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện tiếp theo trên kênh YouTube Chị Rộng. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.